Hình như kiểu là một cái màu xanh á. Mà nó cho sạch cái hai đi, cái bay này chứ. Đi viết đi, đi đi. Quên này, có còn miếng mồi dán mất vào cái cây cửa cho đỡ sáng. Em mua rồi. Mua thêm hai miếng nữa. Một. Phải dán cánh cửa lại không có sáng lắm. Cửa này này. Vừa đây với lại cái tên nữa. Nhanh lấy cái cửa đằng sau nó. Không sáng, tối đi. Cái cây này thì hoa liệu đâu. Pali á, Pali tàn hết rồi. Vứt rồi à? Pali tàn rồi. Vứt rồi à? Không có vứt thì để làm chi? Tàn cả tôi rồi, đã chai mát phải. Tàn chi? Chai mát phải. Tàn chi mà ăn. Tàn thành châu vui. Đi lên đi, không có lại đánh nhau. Chân không có ai đâu. Chú mưa. Nó ăn cho mẹ còn nóng không? Cái này sạc pin ở mông à? Đây. Mở. Mở xem. Nào. Ơi cho mưa ăn vào chứ sao mẹ không. Đừng có nữa mà đổ. Không bị á. Dần. Đứa gồm trời ạ. Đi lên nhà đi. Đi rồi mô. Tắt cho con dấu ích nữa. Đây á. Ừ. Ơ. Cứ bật hết được thì rồi tự ấn tắt. Chào bóng mượn tôi chưa rồi chú có đi không? Chưa. Lên là bấm bốc phương của bố chị Linh, bố lấy cho bốc thêm cái bấm móng tay lên này, bốc Linh chị Linh. Đây bấm móng tay lên này. Ừ. Nhưng mà nhủ á. Bố trong đây. Ui mắt thế. Hồ vào má. Đây. Mà có đây thì cứ rút súng lại.
Đừng có bán anh. Đừng có bán anh. Chị tuổi. Và chưa thử bắn luôn cái cửa quay. Ôi, ông sợ đi săn các quần vật đây. Ôi, ở kia có một con thỏ. Con thỏ cầm súng ra bắn. Từ từ đeo cái mặt đá này để anh rút cho. Trời đấy, lại cho dây vào quần á. Kìa, có một con hổ kia ở cửa, cửa. Không phải. Rồi, không phải. Đi săn mà cả chưa có nhân giới thì con hổ cắn chết thật chùa. Phải rút cái súng thật nhanh ra. Xong rồi phải nạp đạn trước, xong rồi bắn. Súng mà hết đạn thì phải chạy thật nhanh lên. Xong rồi tìm được mua trốn, xong rồi thay đạn á. Xong rồi dài bẫy con hổ. Ui, đây có một con hổ đây. Quái rồi. Bắn cái kia trong cửa ấy. Ui, bắn thẳng vô mặt nó luôn. Tiếp đi. Nào, tiếp đi, học bài đi. Tiếp đi. Chờ mà lại có mít nhão chín rồi đấy nhỉ? Không. Đây này con đi ăn đi buôn mít ở trên thọ thế ăn cuối này. Mà mới bằng cái nắm tay rồi. Nó còn chưa ra đám đấy kìa. Người ta chăm thử chi nhỉ? Người ta copy. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Bye bye.